Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay nhân quán sẽ giới thiệu đến các bạn một món canh dùng cho gia đình, đầu cá hồi nấu ngót, nhưng mà nhân nấu theo cách của nhân. Mời các bạn chú ý theo dõi nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây cả nhà, đầu cá hồi coi như mình đã rửa qua nước lạnh rửa sạch hết rồi, nhưng mà sau đó thì mình phải xối lại một nước sôi nha. Nấu nước sôi cháy rồi. Rồi ngậm chút xíu. Ngậm nước sôi chút vậy. Cái này nước sôi này là có tác dụng ra mình thử đi cái mùi tanh nha. Thử đi mùi màu tanh của cá đó. Rồi sau đó mình rửa sạch lại. Sau đây là cái nguyên liệu cần và hành lá ha. Cà chua mình đã sắc rồi, mình chuẩn bị sẵn. Gia vị thì có bột ngọt nè, cái này là bột canh gà nha cả nhà, đây là đường phèn, hạt nêm, đặc biệt đây là bột chanh. Cái này là bột chanh nha. Và thêm ít nước mắm, tiêu, chút muối. Bắt đầu mình nấu nha. Đây mình bắt cái nước sôi đó, cho nó sôi lăn tăn và mình thả đường phèn vô nè. Đường phèn, cà chua. Sau đó cái mình cho coi như bột canh gà nè. Rồi cái tiếp đó mình cho hạt nêm. Hạt nêm cũng đánh lên nha, cho nó đừng có bị gión cục ở dưới đáy nồi nha. Sau đó mình cho bột chanh. Dùng thêm chút xíu muối vào, ít thôi, muối ít thôi. Cái này nếu mà mình thích ăn cay thì mình nấu có ớt vô, nhưng mà vì mấy đứa nhỏ nhà không có ăn cay nên mình không có nấu ớt nha. Khi nước đã sôi trở lại như thế này, lại mà nước sôi trở lại mình phải thả cá vô. Nếu mình thả cá sớm quá nó cũng có cái mùi hơi tanh chút nha. Còn nấu kỹ cái phần này thì nó không có bị tanh, ăn rất là. Rồi giờ nước đã sôi rồi, mình hớt bọt ra. Này vớt bọt ra lần đầu nha cả nhà, chút xíu mình thả cá vô là sẽ có bọt nữa, mình vớt lần xả hai, nước nó sẽ đẹp. Vừa nấu vừa quay nên nó hơi khó. Ba con tay một. Rồi bây giờ mình vớt bọt ra xong rồi mình thả cá vô ha. Vô. Xong khi mà nước sôi lại thì mình vớt bọt lần nữa. Sau đó thì mình mới nêm bột ngọt nha cả nhà. Bột ngọt mình đừng có nêm sớm nha. Gần về sau mình hãy nêm bột ngọt. Bột ngọt mình nấu nhiều lửa quá không tốt nha. Bình thường thì bột ngọt rất là ok, không gì hết. Nhưng mà đừng có nấu coi như là quá lửa với bột ngọt ha. Rồi bây giờ là cái nồi nước canh của mình đã sôi trở lại rồi ha. Mình giảm lửa nhỏ lại bớt. Rồi vớt bọt. Em cho lửa nhỏ vớt bọt xong rồi cái mình thả nước mắm vô, bột ngọt vô.
nấu như vậy cái nồi nước canh mình nó rất đẹp, nó trong. Rồi khi mình vớt bọt bớt rồi ha, à nước mắm vô rồi. Rồi bột ngọt thả vô, đánh nhẹ tay lên. Khi mà lửa sôi lại một lần nữa, coi như nước sôi lại một lần nữa là vớt bọt lần cuối nữa là xong nồi canh. Khi đó mình sẽ thả cho hành ngò mình thả vô là ok, nồi canh sẽ hoàn thành cả nhà. Nếu về cuối mình chỉ cần lửa nhỏ thôi, không cần lửa lớn nữa. Nấu nồi canh mà mấy chim nó hót dữ quá. Nghe chắc đói bụng nó hót. Rồi, như vậy là ok rồi ha. Giờ mình sẽ thả cần vô nào nè. Hành lá. Đánh nhẹ tay lên. Rồi, đến đây mình cho ít tiêu vô nha, cho nó thơm ha. Đang quay phim mà cái ông học gà nướng, học vịt lộn, ông cứ đi ngang hoài à. Lúc bên quán cũng vậy, quay phim làm clip là cứ bị ổng miết luôn. Rồi bây giờ lúc nãy mình có phi một chút hành tím phi ha, mình thả vô cho nó thơm nè cả nhà. Thì đó thôi. Rồi bây giờ là cái món canh của mình đã hoàn thành rồi nha cả nhà ơi. Món canh đầu cá hồi nấu ngót theo cách của nhân nha, mời cả nhà xem. À rất là hấp dẫn, rất là thơm, ăn nó có vị chua chua thanh thanh mặn mặn ngọt ngọt. Mình nhớ là nấu canh này là mình dùng đường phèn nha cả nhà, không có dùng đường cát nha. Gia vị bao gồm có là đường phèn, muối, nước mắm, hạt nêm, bột canh gà, bột chanh, tiêu, hành phi, cần cà và ngò. Rồi, món canh rất hấp dẫn cho gia đình mình ha. Mùa dịch nên đóng cửa quán, không có làm ăn gì được hết. Để nấu tô canh dùng cơm với mấy nhỏ trong gia đình, vợ con. Thôi video của mình đến đây là xin tạm dừng nha. Cảm ơn cả nhà đã chú ý theo dõi. Nhớ ủng hộ kênh Nhân Quán, like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ kênh Nhân Quán cho cả nhà. Nhân Quán mến chúc tất cả quý bà cô chú, anh chị em, tất cả mình, người dân Việt Nam mình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công vượt qua đại dịch này nhé. Rồi bây giờ xin phép chào cả nhà nha. Bye bye.